Lâm Khánh Chi đáp trả fan của Hương Giang, ai thuê ai mượn các bạn làm anh hùng bàn phím. Lâm Khánh Chi rất bức xúc khi bị làm phiền bởi fan của Hương Giang Idol. Trước đó, trong đêm chung kết Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 tại Thái Lan, đại diện Việt Nam Hương Giang đã giành được ngôi vị Hoa hậu trong niềm vui khôn tả của khán giả tại quê nhà. Ngay sau đó, hàng loạt cư dân mạng đã vào trang cá nhân Lâm Khánh Chi để khủng bố về tin nhắn, bình luận bởi trước kia hai người đẹp từng cho là có những hiềm khích trong mối quan hệ của mình. Đáp lại sự chế giễu từ cộng đồng mạng, Lâm Khánh Chi bức xúc viết: "Chính các bạn là người sân si đố kỵ, làm xấu đi hình ảnh thần tượng của mình. Ai mượn ai thuê, ai mướn các bạn vậy? Đừng làm anh hùng bàn phím ở đây nhé. Nếu các bạn thực sự yêu mến một ai đó, thì nên bảo vệ thần tượng mình bằng cách văn minh nhất. Các bạn không có quyền xúc phạm đến người khác. Trước khi nói người khác, các bạn hãy nhìn lại mình nhé. Bớt khẩu nghiệp lại nhé các bạn." Lâm Khánh Chi chia sẻ rằng cô bất ngờ khi có những tài khoản giả mạo vào trang cá nhân để công kích nói xấu cô. Nữ ca sĩ bị sốc trước những hình ảnh của cô bị đem ra làm trò đùa với câu từ thiếu văn hóa. Nữ ca sĩ chỉ muốn nhắn nhủ rằng mọi người không thấy nhàm chán hả, riêng tôi không thấy buồn cười. Về mối quan hệ hiện tại giữa cô và Hương Giang, Lâm Khánh Chi cho biết không muốn có thêm bất cứ hiểu lầm nào giữa hai người nữa. Chuyện gì đã qua thì hãy để nó vào quá khứ. Khi biết tin Hương Giang đăng quang Hoa hậu, Khánh Chi nói: "Tôi muốn gửi lời chúc mừng Hương Giang. Tôi không theo dõi hết tất cả những phần thi của cô ấy nên không thể đưa ra đánh giá. Mọi chuyện cứ để cho những người có chuyên môn nhận xét. Với tôi, Hương Giang đã có sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần thi đấu tốt nên được giải cao thì xứng đáng thôi. Cô ấy đã rất nỗ lực, tại sao không công nhận? Một lần nữa, tôi muốn gửi lời chúc mừng Hương Giang." Hoa hậu chuyển giới Hương Giang lộ diện giản dị bên Eric sau đăng quang. Sau khi xuất sắc đăng quang, Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 mang niềm tự hào về cho cộng đồng LGBT. Hương Giang Idol xuất hiện với loạt ảnh đẹp rạng ngời bên cạnh nam ca sĩ Eric. Vừa qua, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 đã được diễn ra tại Thái Lan. Theo đó, đại diện duy nhất của Việt Nam Hương Giang đã xuất sắc, giành được hai giải phụ và đăng quang Hoa hậu chuyển giới 2018. Chiến thắng này đã làm cho công chúng và các nghệ sĩ Việt Nam vô cùng vui mừng và cảm thấy đầy tự hào. Sau đêm chung kết, không lộng lẫy với áo cầu kỳ, Hương Giang Idol lại giản dị trong trang phục áo thun váy ngắn bên cạnh nam ca sĩ Eric tại Thái Lan với thần thái chuẩn hoa hậu. Nam ca sĩ Eric là một trong những sao Việt có mặt từ sớm để đến tham dự đêm chung kết ủng hộ Hương Giang Idol. Eric chụp ảnh cùng Á hậu chuyển giới quốc tế 2018. Sau đêm chung kết, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang bất ngờ xuất hiện cùng nam ca sĩ Eric. Với bộ trang phục đơn giản nhưng vẫn toát lên được thần thái của một Hoa hậu chuyển giới quốc tế. Được biết Hương Giang sẽ không lập tức trở về nước sau khi cuộc thi kết thúc. Thay vào đó, cô sẽ tạm thời ở lại Thái Lan từ 1 đến 2 tuần để tham gia các hoạt động tại đây trên cương vị Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Theo dự kiến, Hương Giang sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ giao lưu, tham gia talk show, tham gia một số hoạt động cộng đồng tại Bangkok và Pattaya với sự đồng hành của hai Á hậu. Là đại diện Việt Nam đầu tiên tham gia đấu trường nhan sắc này, nữ ca sĩ khiến toàn bộ người hâm mộ nước nhà nở mày nở mặt khi mang về chiến thắng đầy vẻ vang. Với chiến thắng của mình, người đẹp sẽ tiếp tục mang lại nguồn cảm hứng và động lực cho cộng đồng LGBT, không chỉ trong nước mà còn lan rộng ra phạm vi quốc tế. Rò rỉ thiệp cưới có 102 của Cát Việt và bà xã DJ xinh đẹp. Với cá tính hài hước và trẻ trung, thiệp mời cưới của cặp đôi Cát Việt và DJ Thanh Thảo phản ánh đúng tinh thần của cô dâu và chú rể. Sáng 11 tháng 3, Cát Việt đã làm lễ ăn hỏi với nữ DJ Thanh Thảo. Lễ ăn hỏi diễn ra tại nhà riêng của cô dâu trên con phố Khâm Thiên, Hà Nội. Trước đó, Cát Việt đã rất háo hức chia sẻ những thông tin về khách mời trong lễ cưới cũng như hậu trường buổi chụp ảnh cưới của mình tới khán giả. Mới đây, những hình ảnh về thiệp cưới của Khắc Việt và bạn gái DJ xinh đẹp đã chính thức được hé lộ. Về phần thiết kế, bên ngoài thiệp mời có phong bì màu trắng đục trang nhã, góc phải được thiết kế dấu nhận ấn như một chuyển phát từ bưu điện, với ngày tháng rõ ràng là 1 tháng 4, 2018. Bên trong tấm thiệp được design như một tấm vé lên tàu bay màu vàng hạng thương gia của hãng hàng không quốc gia Việt Nam.
Theo như thông tin thiệp mời, tiệc cưới của Khắc Việt và cô dâu được tổ chức tại Hà Nội vào 18 giờ ngày 1 tháng 4 sắp tới. Thanh Thảo, vợ sắp cưới của dòng ca Yêu Lại Từ Đầu, sinh năm 1992, có ngoại hình bốc lửa và hoạt động trong lĩnh vực DJ ở Hà Nội. Cặp đôi quen nhau từ lâu, trong một năm trở lại đây mới nảy sinh tình cảm và quyết định tiến tới hôn nhân ở thời điểm này. Tháng 10, 2017, Khắc Việt khiến mọi người vô cùng ganh tị khi cầu hôn bạn gái trong không gian lãng mạn với hoa và nến tại một nhà hàng sang trọng tại khu vực Hồ Tây. Nhận được lời chúc mừng từ nghệ sĩ Trung Dân, Hương Giang có thái độ quá choáng. Từng bị hiểu nhầm gây ồn ào trong quá khứ, thái độ hiện tại của tân hoa hậu chuyển giới đối với tiền bối khiến khán giả bất ngờ. Sau hơn 14 ngày chinh chiến trên đất nước Thái Lan, Hương Giang Idol đã chính thức đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Sau khi giành chiến thắng quá thuyết phục, Hương Giang nhận được vô số lời chúc mừng từ đồng nghiệp, khán giả nước nhà cũng như bạn bè quốc tế. Đặc biệt, nghệ sĩ Trung Dân cũng dành lời chúc mừng cho tân hoa hậu. Mặc dù trước đó, Hương Giang từng gây ồn ào khi dính vào scandal hỗn láo với tiền bối. Nhận được lời khen từ nghệ sĩ Trung Dân, người đẹp chuyển giới thể hiện thái độ kính trọng và tự nhiên như chưa từng có ồn ào nào xảy ra giữa hai người. Biết được nghệ sĩ Trung Dân gửi gắm lời chúc dành cho mình thông qua báo chí, Hương Giang ngay lập tức đã chia sẻ lên bài và không quên cảm ơn tiền bối. Cháu cảm ơn chú, cảm ơn báo chí đã gửi lời chúc từ chú đến cho Giang. Nếu như trong quá khứ nghệ sĩ Trung Dân khiến khán giả thán phục vì đã rộng lượng bỏ qua và còn kêu gọi mọi người ngừng ném đá Hương Giang, thì hiện tại khi biết cô chiến thắng ở đấu trường sắc đẹp quốc tế, Trung Dân cũng thật lòng chúc mừng cho đàn em. Có thể thấy Hương Giang vô cùng vui mừng khi nhận được tình cảm của nghệ sĩ Trung Dân. Mối quan hệ của cả hai đã không còn bất cứ khúc mắc nào. Cách xử sự của tân hoa hậu chuyển giới với bậc tiền bối khiến công chúng khâm phục. Dàn sao khủng nô nức dự lễ đính hôn của Khắc Việt và bạn gái DJ xinh đẹp. Những cái tên quen thuộc trong showbiz như Quốc Thiên, Hoàng Yến, Hà Anh, Phương Anh, Nguyễn Trần Trung Quân gây chú ý khi xuất hiện trong ngày vui của Khắc Việt. Sáng nay 11 tháng 3, Khắc Việt đã làm lễ ăn hỏi với nữ DJ Thanh Thảo. Lễ ăn hỏi diễn ra tại nhà riêng của cô dâu trên con phố Khâm Thiên, Hà Nội. Trước đó Khắc Việt đã rất háo hức chia sẻ những thông tin về khách mời trong lễ cưới của mình tới khán giả. Có mặt ở nhà cô dâu từ rất sớm, Khắc Việt tỏ ra khá hồi hộp trước ngày trọng đại. Cô dâu Thanh Thảo diện chiếc áo dài màu đỏ rạng rỡ và rất xinh đẹp. Lễ ăn hỏi của Khắc Việt có khá nhiều bạn bè anh em đến chúc mừng như ca sĩ Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Hà Anh, Giang Bi, Vương Anh Tú, Hot Boy Cung Huy, Vương Anh và chắc chắn không thể thiếu em trai nhạc sĩ Khắc Hân. Dàn bưng tráp toàn Hot Boy và người nổi tiếng. Ca sĩ Quốc Thiên, Giang Bi, Vương Anh Tú, Hot Boy Cung Huy, Vương Anh đảm nhận bê tráp trong lễ đính hôn của Khắc Việt. Đội hình bê tráp toàn Mỹ Nam của Khắc Việt. Em trai nhạc sĩ Khắc Hân cũng có mặt từ rất sớm. Danh Bi chụp hình cùng chú rể, nhạc sĩ Vương Anh Tú. Trung Quân cũng có mặt tại lễ đính hôn của Khắc Việt. Khắc Hân, Trung Quân vui vẻ chụp hình cùng cô dâu và chú rể. Hoàng Yến cũng dành thời gian đến chung vui với đàn anh. Dàn bê tráp toàn Mỹ Nam trong lễ ăn hỏi của Khắc Việt và Thanh Thảo. Những cái tên quen thuộc trong showbiz như Quốc Thiên, Hà Anh, Phương Anh gây chú ý khi xuất hiện trong ngày vui của Khắc Việt. Sáng nay 11 tháng 3, Khắc Việt và bạn gái DJ Thanh Thảo tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng ở Hà Nội. Đông đảo người thân bạn bè có mặt để chung vui với cặp đôi. Có mối quan hệ rộng trong showbiz Việt nên đội ngũ bê tráp ăn hỏi của cặp đôi này cũng đều là những diễn viên ca sĩ tên tuổi. Đội hình bê tráp toàn Mỹ Nam gồm có ca sĩ Hà Anh, Quốc Thiên, diễn viên Vương Anh, hot vlogger Huy Cung, các chàng trai trong trang phục sơ mi trắng lịch lãm cùng chú rể Khắc Việt sang nhà gái. Không gian đám hỏi của cặp đôi, đội hình bê tráp toàn Mỹ Nam của Khắc Việt, dàn phù dâu còn xinh đẹp nổi bật hơn. Theo kế hoạch, cả hai sẽ về chung một nhà vào cuối tháng 3, ngày 23 và 24 tháng 3 ở Yên Bái và vào ngày 1 tháng 4 ở Hà Nội. Trước đó, cả Khắc Việt và Thanh Thảo đều bày tỏ trên trang cá nhân sự háo hức khi chuẩn bị bước sang ngã rẽ mới.
Khắc Việt sinh năm 1987, bạn gái anh là Nguyễn Thanh Thảo, sinh năm 1992. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, thân hình gợi cảm và làm DJ tại Hà Nội với nghệ danh Thảo Bebe. Giọng ca Chỉ Anh Hiểu Em và bạn gái quen nhau hơn 7 năm trước khi quyết định công khai mối quan hệ vào tháng 7/2017. Tối 19/10/2017, nam ca sĩ cũng tổ chức một bữa tiệc lãng mạn để cầu hôn bạn gái. Theo tiết lộ của Khắc Việt, trước đây anh và Thanh Thảo từng có ấn tượng không tốt về nhau. Cụ thể, nam ca sĩ từng nghĩ bà xã tương lai là người chơi bời lăng nhăng bởi cô ăn mặc sexy. Tuy nhiên, khi tìm hiểu kỹ hơn, giọng ca yêu lại từ đầu nhận thấy bạn gái là người ngoan ngoãn, biết vun vén và chăm lo cho gia đình. Mặc dù làm trong môi trường phức tạp, nhưng nữ DJ không thích rượu bia và là người sống rất tình cảm.